những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Quên chuyện ồn ào Trấn Thành Harry Won tình tứ trên truyền hình. Thời gian quay hình chương trình cùng lúc với ồn ào, nhưng nam MC luôn cố gắng giữ vững tinh thần tốt nhất mỗi khi lên trường quay. Lần đầu được sản xuất tại Việt Nam, siêu tài năng nhí đã chọn mặt gửi vàng Trấn Thành, Harry Won và Kim Lê, những nghệ sĩ được khán giả yêu mến bậc nhất để cầm chỉnh chương trình. Đây cũng được xem là chương trình đầu tiên trong năm 2020 cặp vợ chồng Trấn Thành tham gia chung với nhau sau thời gian dài hoạt động độc lập. Là gương mặt được yêu thích nhất nhì mạng xã hội, Kim Lê sẽ đảm nhận vai trò hot chính của chương trình. Trấn Thành hôn bà xã Harry Won sau khi giải quyết xong chuyện ồn ào. Cặp đôi vàng của showbiz Việt Trấn Thành Harry chính là hai gương mặt giám khảo cố định của chương trình năm nay. Thời gian qua, Trấn Thành gặp phải sự cố, bị một vài cá nhân bôi nhọ danh dự và anh quyết tâm tìm đến nhà để làm rõ sự việc, cũng như nhờ pháp luật xử lý. Điểm trùng hợp là thời gian quay hình chương trình cùng lúc với ồn ào, nhưng nam MC luôn cố gắng giữ vững tinh thần tốt nhất mỗi khi lên trường quay. Nam MC nổi tiếng ôm bà xã Harry Won và dành nhiều hành động vô cùng tình tứ. Đôi lúc Trấn Thành lại quay sang hôn bà xã khiến mọi người vô cùng ghen tị. Lập gia đình đã lâu và rất yêu trẻ nhỏ, Trấn Thành Harry đã vận dụng kinh nghiệm sống, kiến thức mình tìm hiểu để trở thành cha mẹ trong tương lai, nhằm giúp các bạn nhỏ bộc lộ hết năng lực và ủi an động viên các em vượt qua những chướng ngại trong cuộc sống. Harry Won không hề thấy áp lực khi làm giám khảo cùng ông xã. Dàn khách mời tham gia chương trình cực khủng, đồng hành cùng Trấn Thành Harry sẽ là những giám khảo khách mời, những nghệ sĩ trải dài trên nhiều lĩnh vực như Minh Hằng, Võ Hoàng Yến, Trúc Nhân, Hoa hậu Hoàng Vũ Khánh Vân, John Huy hứa hẹn sẽ có những màn chặt chém vô cùng thú vị. Võ Hoàng Yến xuất hiện với hình ảnh nữ tính, Minh Hằng xuất hiện xinh đẹp với bộ cánh hàng hiệu. Hoa hậu Khánh Vân hào hứng khi tham gia chương trình, biên đạo múa John Huy Trần. Như vậy, sau những chuyện ồn ào, vợ chồng Trấn Thành Harry đã lấy lại tinh thần và bắt đầu tham gia các chương trình truyền hình hứa hẹn bùng nổ trong thời gian tới.